Thưa quý vị, vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đang trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguy cơ ấy được Đảng Cộng sản nhận diện như thế nào và tác hại ra sao? Nam Nguyên tìm hiểu một số khía cạnh liên quan. Ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 9 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nóng dư luận khi cảnh báo tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gây hậu quả khôn lường. Theo báo chí chính thức, ông Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong, từ Đà Lạt nhận định. Bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến, ấy, tự phân hóa, ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế thì trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự. Chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở đại hội đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở Sài Gòn, nói rằng vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nêu ra từ các đại hội đảng trước đây. Theo đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa được hiểu là chuyển biến từ chủ nghĩa xã hội sang một chủ nghĩa khác. Tự diễn biến trong nội bộ có thể là diễn biến từ đường hoàng trở thành tha hóa, tham nhũng. Nó có dấu hiệu nguy cơ tồn vong của đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời. Từ cái việc đó thì trong đảng đã nhiều lần cảnh báo, và nhất là nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11 vừa qua thì cũng đã nêu rất là đậm về cái chuyện đó. Và gần đây có một cái bài viết của ông Hoàng Nguyên là phó ban tư tưởng của đảng, thì ông cũng nhắc rằng cái việc mà tập trung quyền lực mà không kiểm soát thì đó là nguy cơ của sự sụp đổ. Đối với sự kiện cán bộ lãnh đạo giết nhau ở Yên Bái hay vụ Trịnh Xuân Thanh, cùng phản ứng khác thường của đương sự, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chưa đủ căn cứ để xem đó là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ đảng. Theo lời ông, mặc dù Thủ tướng đã giao Bộ Công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 cán bộ ở Yên Bái. Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội trúng cử nhưng bị loại vì vấn đề tư cách. Ông này bị truy nã quốc tế vì làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí trước kia. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Còn ví dụ Trịnh Xuân Thanh thì đó là một vụ án, cũng không thể là nói ai đó là vụ tự diễn biến được. Mà còn nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà có liên kết với cái nhóm lợi ích nào mà tạo nên những cái sự thất thoát hư hại và kể cả mà trốn đi ra ngoài thì đó cũng là cái sự tự diễn biến. Trong mấy chục năm liền sau khi thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn kết mọi bất ổn của đất nước với điều gọi là diễn biến hòa bình do các thế lực phản động ở nước ngoài giật dây. Tuy nhiên, trong những năm sau này, ít còn nghe cụm từ diễn biến hòa bình mà thay bằng các nhóm từ mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Trước đây, người ta cứ ngỡ rằng là ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ đó thì đó là do cái sự tạo chuyển biến từ bên ngoài. Nhưng mà gần đây người ta nói không phải. Và sau những bài viết của ông Hoàng tôi muốn vừa nói trên thì đó là cái sự diễn biến
Đông Đảo và dẫn đến sự sụp đổ, thì đó là tiêu luật tất yếu. Còn cái sự diễn biến ở đây tức là từ những người tốt, từ những người đường hoàng mà trở thành những cái kẻ xấu, kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp của công, lừa đảo, để chiếm đoạt của công, vân vân. Thì cái đó là cái diễn biến về cái phẩm chất phẩm giá. Thì hai cái đó nó có sự tự đi, cuối cùng cái mục đích của nó cũng là làm thay đổi cái chế độ. Một bên là sự thay đổi chế độ cho tác động bên ngoài, một bên là tự làm thay đổi. Bảo vì cái nếu mà sự tha hóa tham nhũng mà tràn lan không ngăn chặn được thì cái niềm tin của dân người ta không ủng hộ nữa, mà không ủng hộ nữa thì sự tồn tại cái nhà nước thì cơ sở tồn tại nó còn lại rất là thấp. Thời sự diễn ra ở Việt Nam mới đây cho thấy báo chí do nhà nước quản lý có thể đã lâm vào điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhiều tờ báo bị kỷ luật đình bản, tổng biên tập bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Điển hình là trường hợp ông Như Phong và báo Petro Time. Ngoài ra tờ Lao Động phải chấm dứt các diễn đàn bạn đọc là hai mục tin khó tin và đừng im lặng. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Thì cái đó là tôi nhìn nhận với những góc độ khác nhau. Bởi vì trong đảng mỗi thì cũng có cái nghị quyết 297-298 cho rằng là nghị quyết là phản biện, giám sát phản biện. Cho nên người ta kêu gọi là các cái đoàn thể, tổ chức xã hội và của nhân dân nên thực hiện cái quyền của mình, quyền phản biện, quyền giám sát. Cho nên họ mở được diễn đàn như thế, nhưng mà diễn đàn đó họ có những cái mà họ lại làm vượt quá quy định. Cho nên người ta hỏi còn. Cho nên ở Việt Nam thì tất cả những cái chuyện gì nó cũng có sự kiểm soát. Cho nên hình dung rằng báo chí cũng như những người làm việc là tất cả mọi người đều có cái dòng kim cô trên đầu cả. Nếu mà lôi thôi thì ta lại siết, người ta để cấm, người ta để cắt chức, người ta để khai trừ, vân vân. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 12 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 9 tới 15 tháng 10 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương Đảng cần nhận diện rõ hơn vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xác định rõ ý nghĩa của nó, mức độ đến đâu, nguyên nhân là gì và tác hại ra sao, từ đó tìm ra các biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu. Giới phản biện cho rằng Đảng Cộng sản đã nhận thức nguy cơ diệt vong của Đảng và chế độ, như nhận định công khai trên báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng, tập trung quyền lực mà không kiểm soát được sẽ dẫn tới sụp đổ. Tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hơn buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai trông về xa núi rác ngập sâu, những thành phố chen chúc bụi nâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹt ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người
ăn dưới ăn ngang, cho mặc người ai thở ai than. Chúng đi buôn giày phép văng bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Một mai em lên non cao, trông về xa núi rác ngập sâu, những thành phố chen chúc bụi nâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao chính là những người đồng bào. Chúng ăn chơi xương máu đồng loại, chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói, chúng chơi sang chơi xấu chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chác sang giàu, chúng buôn lừa dối gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hơn buôn cả giang sơn. Chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn, chúng ăn to, ăn bé, còn con. Chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang, cho mặc người ai thở ai than. Chúng đi buôn chia chác sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu.